Xin chào các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có rất là nhiều công việc để hỗ trợ cho các bạn đi skill mới và chuyển việc. Ví dụ hiện tại mình đang có công việc là làm trong xưởng, chuyên về kinh doanh và xử lý các bộ phận của xe ô tô. Số lượng tuyển từ 2 bạn. Nội dung công việc là tham gia vào việc bốc giữ hàng hóa trong xưởng. Địa điểm làm việc tại Hyogoken. Thời gian làm việc từ 8 giờ 30 phút cho tới 5 giờ 15 phút. Lương khởi điểm từ 20 man. Tất cả các chế độ thì sẽ được hỗ trợ theo chế độ của CCIN bình thường. Chi tiết về nội dung công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa thì các bạn hãy đến tham gia buổi CCMK ở bên công ty mình để được tư vấn cụ thể. Buổi CCMK ở bên công ty mình thì sẽ được tổ chức hàng ngày vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 14 giờ. Mỗi ngày thì bên công ty mình sẽ giới thiệu khoảng hơn 20 công ty, đầy đủ các ngành nghề lĩnh vực để cho các bạn lựa chọn. Và sau khi kết thúc buổi CCMK thì các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp. Và nếu bạn nào quan tâm đến công việc thì hãy đến tham gia buổi CCMK ở bên công ty mình hoặc là gọi vào số 0362068058 để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn các bạn.